thầy nó mang thủy ách hồi năm Đinh Sửu. À, Đinh Sửu rồi, nhưng mà Đinh Sửu này tất nhiên là đến năm nay tái lại một lần. Dạ. Người ta nói đã qua rồi rồi thôi, hay không dễ gì mà tái lại đâu quý vị. À, tái lại một lần cái khổ này để thích dữ rằng rằng thiên định tuôn đời sắp hạ tất nhiên là hết đó quý vị. À, cho nên là cái gì nó cũng phải có cái là báo trước cho mình hết trơn hết rồi. Ở Biển Đông cũng vậy, ở Biển Đông cũng báo trước cho mình đó quý vị. Đó, báo trước rõ ràng luôn đó. Được các nước như cái nước gì mà sụp ba đổ cái gì nước gì nào à, Thổ Nhĩ Kỳ đó. Thổ Nhĩ Kỳ. Dạ. Thổ Nhĩ Kỳ em thấy coi sụp nhà lầu cái mấy chục tầng tới quá trăm. Súng nổ kinh hoàng, nước dậy gió đùa sóng của ta, núi ngập phú hình trôi lẫn ngợn. Mình đâu có còn nhà cửa trôi hết trơn luôn. Wow. Thì đến cái cảnh đó rồi có cái mẫu chuyện mà đức thầy nói đó, mà đồng đạo đi với thầy ngồi ở trên cái mỏ ông cát đó, nửa nước ngập đó, là hết trơn rồi bắt đầu ngập tới đâu. Đức thầy ngồi ở trên cái mỏ ông cát đó, đưa hai cái giò vậy nè, đứng đường xa vậy nè, nước tới đâu. Mà tới giờ cái khối số người ta chưa sợ đó mốt, người ta chưa tu đó mốt. Chắc người đó người ta không duyên. Không duyên. Dạ. Không duyên. Bây giờ không. Vậy là nước nữa sau này là giữa giò dưới luôn. Dạ, giữa giò luôn, cao tới mỏ một két đó. Bây giờ không có nói gì, thấp cái này đắp nhà không có nhà. Đó là lúc đó là thủy tinh là quất lên nhà Sơn Tinh là trên cảnh là chơi xuống ha. Ồ, giống cái kiểu câu chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh. Dạ, dạ, giống vậy đó. Khắp thế giới biến di thương nãy đó, dù phép màu lặp lại đúng không? Biến di là thay đổi hết tất cả. Dạ. Mỗi sông đổi biển đổi hòn đổi trời đổi đất muốn còn đổi thêm đổi người hồn Phật mới êm, đổi ngày rồi lại đổi đêm sáng rồi đổi trần gian luôn. Quá hay quá, nhìn con chặt đổi hết trơn luôn, chuyện hay quá. Quá hay mốt bên này phải không? À, cái câu này nè mà Đức Thầy có diễn tả cho biết trước là để đến việc phong ba biến chuyển cảnh hồng trần tạo biển mênh mông như vậy, thì như vậy là hồng trần này tạo biển mênh mông là ý nói nó có sự diễn ra chưa Bác Cúc? Bởi vì Đức Thầy có nói trong đoạn đó đó. Để đến việc phong ba biến chuyển cảnh hồng trần tạo biển mênh mông, nhờ Bác Cúc giải hai câu giảng đó sẵn dịp đây quá. Bữa nay bác nói quá xuất sắc rồi, mấy câu này cái chính xác. Cái phong ba biến chuyển tất nhiên là cái gió bão lụt mình thấy nó mấy năm nay ở Trung Quốc đó. Dạ. Yeah. Mình thấy nó là nó biến chuyển đó. Bão lụt rồi bắt đầu là trôi nhà, trôi cửa, trôi xe hơi, trôi đổ rồi mình bắt đại mình biết đâu. Dạ. Yeah. Cái đó là một cái điềm, một cái điềm để cho mình hiểu cái về sau nó khắp cái thế giới hết chứ không phải là như vậy. Yeah. Nhưng mà nó cái này cái điềm thôi. Đó, cho nên đó là để cho mình hiểu được hồi cái lúc mà ở ngoài Rạch Giá đó, trận bão số mấy? Số năm. Số năm. Trận bão số năm 1997. 97 năm tuổi Châu, năm Châu đó. Sú. À. Đinh Sú. Dạ dạ đó đó, tiếp luôn đi Bác Cúc. Dạ dạ. Dạ dạ dạ. Rồi rồi rồi. Mà cặp kia bực tức rồng sức dương năng cho ông nói thôi, ông thiên nữ mới lộ ra Phật bà thì trong sạch gặp xuống thì số ngay nhật tàu xà lây đấu ba giai biểu à, nam thì không có hiểu mà nước thì chiếu đến rồi à, mê rụng một đầu bỏ con chết nhát linh truyền thấy ngán Phật pháp nó phong thần nó tăng nó dậy nó cậy cái thằng Tây Di ai biểu mày đi mày hồng than khổ Phật thầy chỉ chủ mày ở lâm vô mày còn bà hồ thì mày phải chết từ đây đến Tết mới biết ra sao thần quyền ông cao cù lao lập hội sao mà chở gì cụ lâu là khỏi ha. Bác quốc có tội phe phái rất đông lừa một ít nhiều thời này màn chót khó mong sống sót lão tiền quá trở lại nước nam thì khó giải Phật lại cầm quyền Hoa Kỳ hết tiền Nhật Tông làm giữ Nga tàu phân xử ý lại lâm đen á thế gian sấm ghe chờ khi nước Hán mười lần nước Hán á gai nấu lưu danh lừa một ít nhiều nữ nam trai gái tại vì tới chừng đó
thì mình phải có chỗ nhà Phật giáo sẵn dành tiền của để nuôi con Thảo Chỗ Hiền. Thì không ngoài hơn tặng miên họ Thẳng Tiêu Di Động, thì tới mình gặp thầy sao mình gom lại một cái chỗ cụ lao nào đó, nếu mà đường liền á thì không ổn, phải đi lại cái trang cụ lao để lánh nạn, rồi đi về cái cụ lao mới thoát khỏi thôi. Chứ còn mà chạy mà ến ến là như ở Ba Chúc đó ha, thì kể như là tan tành không còn người nào hết. Đó, phải về một chỗ cái cụ lao. Bởi vì cài mới nói là đủ nhau các một cái đình, rước cha về ở tụi mình ăn chung. Đố ai ta nói chuyện chi, ai mà biết được đáng ghi con trời. Đó, chừng nào thằng ngốc làm vua, thế gian cậu chọc mới thầy chùa mới để đâu. Đó, thấy vừa này. Sao thì tại sao thằng ngốc, tại sao mà ông đạo này, ông đạo kia, người này kia không làm vua mà bắt thằng ngốc làm vua. Mà thế gian cậu chọc gọi là thầy chùa để đâu. Đó là vậy. Rồi thôi giờ là cảm ơn đồng đạo cũng nêu vô rồi. Bác Út có thể tiếp theo là để đến việc mà phong ba biến chuyển cảnh hồng trần tờ biển mênh mông đó bác, là tiếp theo luôn á. Một lỗ xài chặt. Nói mình nói cái sự để mình thật tỉnh mình. Thầy nó mang thủy ách hồi năm đinh sửu. Đinh sửu rồi, nhưng mà đinh sửu này tất nhiên là đến năm nay tái lại một lần. Người ta nói đã qua rồi rồi thôi. Hay không dễ gì mà tái lại đâu quý vị. Tái lại một lần cái khổ này để thích giữ trần rằm thiên định. Tuôn đời sắp hạ tất nhiên là hết đó quý vị. Cho nên là cái gì nó cũng phải có cái là báo trước cho mình hết trơn hết. Ở Biển Đông cũng vậy, ở Biển Đông cũng báo trước cho mình đó quý vị. Đó, báo trước rõ ràng luôn đó. Rồi các nước như cái nước gì mà sụp ba đổ cái gì, nước gì nào Thổ Nhĩ Kỳ đó. Thổ Nhĩ Kỳ. Dạ. Thổ Nhĩ Kỳ em thấy coi sụp nhà lầu cái mấy chục tầng trên quá trăng đó. Dạ. Đó là một cái điều ở đây nữa. Nghĩa là Đức Thầy nó khóc là các nước đằng kia không phải là một nước. Cái đó là thể hiện cho mình để mình biết. Dạ, đi báo đây để mình ráng tu. Dạ. Mình ráng mình tu. Đó đặng mà tránh khỏi cái cảnh này, nếu không đó thì cũng bị vậy. Tu mới còn, tu mới còn tu hả? Vậy mình còn tu chứ còn cái gì nữa? Dù nói là nói như vậy nhưng mà ấy là tu khắc điểm, tu rồi để trong đầu mình nhất. Đừng nghĩ chuyện đó, chuyện đây, chuyện xa, chuyện gần, chuyện này, chuyện nọ, chuyện phải, chuyện quét. Mà giữ cái tâm thanh tịnh, giữ cái tâm thanh tịnh được. Thì tất nhiên là mình ngon lành luôn luôn. Đức Thầy nói là cái hành, cái lý vô ngã của nhà Phật ráng suốt khi hành sẽ có thầy ủng hộ. Đó, cho nên mình phải hành vô ngã. Nhưng mà có ta về không được. Cái khước thì hưởng một cái thế gian nào thôi. Còn đó là cái đức đó là muôn đời. Đức là muôn đời có gì. Đó. Mình đi đến cái chỗ thần đạo mà đi đến cái chỗ là hưởng không hết. Dạ. Thì như vậy thì cảm ơn bác Út. Như vậy mình hỏi cái câu cuối cùng là để mà mình thấy cái kết thúc cái đề tài là Đức Thầy có nói đó là dòm lừng chờ lửa cháy liên miên tiêu điều sản vật điềm viên thằng thông biến quá dưới miền trung ương. Như vậy là dòm lừng chờ lửa cháy liên miên là nó sẽ như thế nào, mà tại sao Đức Thầy nói chí thiệu ghê quá bác Út. Dạ dành hoài một kêu tôi em đi cánh đồng hết bố bạn đây cũng cho ăn đi. Cái này đã đến cái cơ mà Đức Thầy chúng ta đó, nhắc cho chúng ta đến cái cơ tận diệt. Đến cái cơ tận diệt. Lửa từ đá biển cháy lan, còn thêm lửa núi khổ nàng nào hơn. Thứ lửa nó bay trên cao, đến đâu cháy đó, chỗ nào cũng tiêu hết trơn đó quý vị ơi. Cho nên chỉ có cái người tu của mình mà đốt nó không cháy thôi à. Dạ. Đó, tu ngon lành đó nghe, cái tu không ngon lành là đốt tiêu à, cháy à. Dạ. Đó, cho nên phải tu giới lực phải đâu đó, làm rành nhân đạo thì hưởng nhân đạo. Đó, mà tu thấp hưởng thấp, tu cao là hưởng cao, còn không tu là chết chắn. Đó. Còn người hành ác thậm đa, đến chừng thiên quả khóc la gian dày. Bởi mình chẳng giữ lời thầy, cho nên hẳn hữu duyên này hết trơn. Thần nghệ thì mất trận, đại phong đông tây nam bắc đại đồng đất thay rồi tiêu. Dạ như vậy thì như vậy là ý nói lửa cháy liên miên sau này là cái cảnh ấy, nhưng mà sao con thấy cái điều này nghe bác Út, cái điều mà sau mùa hè đó, mỗi lần mùa hè mà lửa cháy hay là những cái sự chiến tranh đau bệnh gì nó hay đa số là vào trong cái mùa hè là nguyên nhân, sao bác Út có thể
nói ý là cái mùa hè là Đức Thầy với cái sự là cái sự cái mùa hè nóng nực, nóng nực lắm, cho nên cái là lửa cũng như là lửa bây giờ không thấy cái mình bây giờ mấy bữa đầy đã có vô nhà được không quý vị ơi, nó nực nổ chịu không nổi, nó nước cơn mùa nó bực nổi lắm. Bởi vì đó, năm nghìn tháng hạn năm nay không có mưa, hạ dụ năm nghìn không tháng hạn nhanh nữa, mùa hè thì phải nghĩa là ta nói mùa hè đổ lửa, nạt lửa, nạt lửa, cho nên nghĩa là mình có cái là có cái đạo đức là nó thâm thâm dịu dịu là mình sống nó mới được thôi, chứ không có bức rứt rồi nó thanh ra điện này diễn kia diễn nọ là ở trong tâm phải không, bây giờ Đức Thầy nói bên ngoài rồi nói bên trong nói sự và nói để mình hiểu rõ được cái cuộc đời này nó phải vậy đó, như vậy nên mình phải đoán là mình không tu là mình tránh không tu là vợ không vậy ông chưa đâu mốt lên á sao Đức Thầy nói là do chờ nửa trái liên miên nữa mới là giữ chứ bây giờ chưa đâu sao cái ông nói cái đoạn nói con mốt giờ mình chờ nửa trái liên miên thì sau này nó sẽ tới thôi, cái gì nó chưa tới thì nó chưa tới, mà cái gì nó tới thì nó tới, rồi sau này nó sẽ tới nữa, nó tới từ lớp không à, chứ không có phải như không được. Sau đến việc sơn băng thủy kiệt, nhìn thẳng thương bá tánh quá trần, nhìn dương trần nước mắt như dương cảnh náo nở, phải sao? Hay là hoặc là thương ba năm không chở nhóm chiều nhà, người ở những điều nam mô, thay chết không rách để tơi khô nước không có uống, nam mô đạo nào ăn cơm không có ớt đưa vô phải không? Bắt không ngon. Làm sao giải lành niệm Phật nam mô biểu niệm Phật đi niệm Phật làm lành tam niên hạn hán mà bơi khô thông nghịch tam niên hạn hán tới bây giờ đây nè mà tại sao không chịu làm ai chịu đạo Phật kính lễ tâm quá hay một cái nơi hay quá. Nó như vậy mới sắc lý. Như vậy là giờ khi khơi càng ngày càng tiến quá mà. Dạ đúng rồi. Thì như vậy là ông Út nó chịu quá hay. Vì kính thưa ông Út, vậy thì thôi bây giờ hôm nay thì có đồng đạo là nói là hỏi như vậy là cái gì mà cái cảnh mà cái gì mà kêu bằng cái gì con sông nước chảy dòng cầu đó, như vậy là nó có cái cảnh diễn biến tới chưa bác, ngày nay sau có việc thảm sầu thiết tha đó chừng ấy nổi vậy, con ba nhờ bác Út chia sẻ qua con sông nước chảy dòng cầu đi, ngày sau có việc thảm sầu thiết tha nhờ bác chia sẻ. Vậy là tôi hỏi câu này vô anh Út nè, Út nói là Vũ Châu công luyện chốn non cằn đó Út, sơn thủy môn giang bảo với giang sơn thủy môn giang, thủy là nước mà giang là con giang sông mà chân chủ sông nước chảy dòng cầu đó Út, ông nói nghe đồ đó Út. Dạ. Cái này Đức Thầy nó con sông nước chảy dòng cầu thì sao có việc thảm sầu trước tha, thì nãy mới nói vậy phong ba có con bị thú nước mà luôn á. Này cái mẫu chuyện thì mình thấy nó quá rõ rồi, mẫu chuyện miền Tây đó. Dạ. Nó là nuôi cái con nắng của ông mà vợ sanh đó, ông lót giường cho sanh thì cái ông sinh ha, giả vậy thôi vợ cái ông miền Tây đó, rồi bắt đầu ông bắt rắn về đó mà thấy con rắn to có năm giòn rồi cái mũi đỏ thì ông khoái quá, ông thấy ông khoái quá rồi biết làm sao không, rồi ông hỏi ông mua, rồi người ơn của mình lót giường cho vợ mình bẻ mà bây giờ mình bán sao thì bây giờ cho vì bắt đầu là ổng để đó ổng nuôi một thời gian ở trên đình gì Thúy Tân á, trên đình Thúy Tân hồi đó cạn chứ không phải sâu như bây giờ, cạn ổng để ổng nuôi đâu khoảng ấy chừng ổng ôm nổi vậy nè, lên nó khoe với Đức Phật Thầy. Thầy nói thằng ơi làm sao thì mục tiêu chứ mà để nữa sau này nó hại dân chúng mà ổng không có ổng khoái ổng đâu có gì ổng đâu có mà thủ tiểu, ổng để ổng nuôi hoài mua giết năm đó nước lớn nha, lớn quá lớn rồi, năm đó nước lớn cái bắt đầu nó nước nó tràn cái mấy nó đi trên nhà láng á, nó quậy cái rầm nó trở nó cái gì ơi, nó vượt gà vượt vịt đồ lên kia ăn mà người ta không dám xuống người ta tắm nữa, rồi bắt báo cho Đường Tây biết ổng nuôi mà Đường Tây thì trình với Đức Phật Thầy, thầy nói tôi nói vậy á thì về là cũng nuôi phải không, rồi ổng cho lưỡi câu á cái muốn luôn nó kia đặng bắt đó, rồi tới chừng mà ổng mà lại mà lên trên trển rồi cái nó lặn luôn tới giờ luôn, có gì à lặn tới giờ, bây giờ lớn lắm rồi đó nha, tới chừng đó Đức Thầy bắt chứ không có phải mà ai bắt làm giáp nguyên cái cồn á mốt, làm luôn cái cồn có thiệt đó, cái này là có thiệt nghe chứ không phải mày để nó cắt nước rồi kia nó nuốt người hung dữ lắm đó, phải thường đâu cái này mối chuyện này thấy rõ ràng mình kể cái này nếu mà nó đầy đủ chi tiết nó lâu lắm. Dạ mình cũng gọn gọn thôi đó, cũng biết mình cũng gọn gọn thôi mốt. Dạ dạ
Thì đó là qua những cái mẫu chuyện mà Đức Thầy cũng diễn tả cho biết rồi. Có cái chỗ này nè bác Út, Đức Thầy nói là sau này là sáu bắt hùm tha xử người tàn bạo vậy, mà tại đây như vậy là xử người tàn bạo như vậy là xử là cách sao, hay là tại mình làm như thế nào mà Đức Thầy nói xử tại đây luôn á bác? Tại nghiệp quả mình ráng chịu cái gì ơi. Bây giờ thí dụ như sau này đó có hổ loan ớt thuốc đến nhà hùm tha sống bắt trẻ già nhưng ngồi tới nhà luôn, tôi nói thiệt với quý vị đó, làm hung làm ác là cái nhân quả tới nhà luôn, khỏi có vấn đề mà kêu ai cầu cứu được hết á, bị gì nhân quả mà hay là hổ than lan ác thú muôn bày lớp bay lớp chạy sau này đó, ăn ai mà ăn ở nghiêm ngang ở trên đường nó xuống rồi xé tan xác hồn, thấy còn không? Không bây giờ còn đâu gì. Ai mà ăn ở ngựa xuôi bị nơi rắn rít có vui đâu, là rắn to trên gọi mãng xà trên sườn nó xuống mà nó tha không bao giờ tránh nổi được đâu. Thế nó phải đi đến quý vị ơi, hay là mắt nó thấy tứ gì hổ báo, tai nghe rền cài cái mài nanh tận mài nanh nghe rền nó trơn, mãng xà nứt giữa rừng xanh lội bơi uống khúc hoành hành gớm ghê, kẻ gian ác thì hồn mê bất tỉnh, dưới sông thì lững lững xấu to, dưới trên con hát con hò, lớp bay lớp chạy dày dò người hung, kẻ gian ác vô cùng sợ hãi, hãi người lương hiền chậm rãi bước đi, nhờ ơn các bậc thượng trì thương người trung hậu bảo trì bình an. Vậy là cảnh là Đức Thầy đã cho biết trước là sau này sáu bắt hùm tha là xử người tàn bạo vậy mà tại đây đấy. Dạ. Là thú sau nhiều thú dị kỳ, kể sao cho hết hết vậy thì thú nay cầu nguyện Phật mà đổ được đâu, tu niệm nó thấy cúi đầu, người tu của Phật nó mà dám đâu. Vậy là xin hỏi bác là người tu thú ấy nó cúi đầu ha, người không tu niệm là ngõ hầu nó ăn hay sao? Ăn luôn. Mà sao mà mình thấy cái thời kỳ này là con thấy nội mà cái vụ mà sập đất này dường như nó sau này nó ghê không bác Út? Ở bên Thổ Nhĩ Kỳ nó sập một cái gầm gì đó, đang ngủ trong 4-5 giờ sáng gì đó ngủ mà sập xuống rồi chết kiểu đó, rồi làm sao mình niệm Phật kịp bác Út? Làm sao sống còn ha. Cái chuyện vui vui vô duy của Phật, nếu người nào tu là còn cái linh hồn đến kỳ thi danh thầy tạm bản trên đài cao gọi các linh hồn, tuy là chết như vậy mà người nào tu mà đủ điều kiện đó thì sau khi này lạc hội phải trở về hết, có hết có mặt hết quý vị. Đó mình tu đây cũng vậy, mà tới chừng khi đất sập nước dâng lửa cháy mà đi không kịp ra hang thì mình cũng còn cái linh hồn của mình, sau khi này Đức Thầy cũng gọi gì hết trơn, không có mất đâu quý vị ơi, tôi nói thiệt quý vị không mất luôn. Ráng tu đằng mà chết chứ đừng để chết đến mà chẳng có tu, tu đây còn hết trơn luôn. Nhưng mà kỳ này là kỳ xả tội hả bác Út? Xin hỏi cái câu đó đó, kỳ xả tội như vậy là ý sao? Anh em nói nhiều cái kỳ xả tội, nhưng mà cái xả tội là biết sao không? Cái tả tội là cái tội trước đó. Đúng rồi, mình đã làm, phải không? Nhưng mà hôm nay á, mình đã giác ngộ tu hành rồi, không gây nữa, không gây nữa mới được. Tội trước mình mới sống còn. Nếu mà mình nghĩ xả tội mà mình ôi thôi chút đỉnh mà gì, thức đỉnh gì phạm hen, chút đỉnh mà gì là thua. Chết nữa. Từ đây sắp lên mình đã phát tâm tu hành rồi, mình hứa với cửu quyền thất tổ mình sao, hứa với Phật cách mình sao, mình phải làm vậy. Đó, mình phải làm, mình mới sống còn được. Phải không? Đó, nếu mà mình còn cái nết cũ đó hen, là cái tâm mà ác nó hen thì tất nhiên là không còn cái gì ơi. Xả tội thì phải xả vậy thôi chứ, xả tội người khi nó là xưa tu 10 mới là đắc đạo, nay một tu cũng đắc tây phương là vậy. Thấy không? Chứ không thôi người ta tu cái là mấy năm 7 kiếp 9 10 kiếp người ta mới thành đạo, còn mình ở đây tu một kiếp này chỉ một kiếp tây phương hồi hướng mà thoát mê đồ dứt cổ luôn rồi. Ồ, thoát mê thì mình dứt là mình vậy không hết. Vậy đó nghe. Ân xá. Thì xá vậy đó nghe quý vị. Sao chẳng tôi đừng có hưởng lò gặp giảng kinh chẳng cứ làm ngơi chồng ông kiển thì giống chi hưởng ấy đó ha. Như vậy thì xin hỏi bác là kệ kinh đọc tụng đêm thanh ấy là cho ngọc để dành ngày sau, là để sao
cái kệ kinh đập tụng nhân thanh để trong lòng. Đó là thanh là trong sạch. Ừ. Đấy, lòng trong sạch. Mình cứ đọc kinh đập rồi này cái thì kinh thì cái là hai sáng giảng gì là trong sạch rồi. Đó mình để trong tâm mình hoài, mình thuốc cho rành cho nó nghiến như hết trơn nó để trong tâm. Thường khi á tại sao Phật dạy về tâm vọng? Là cái tâm vọng là hồi đó mình thâu cái vấn đề danh lợi tiền tài vật chất của cải nó nằm ở trong này rồi. Phải không? Nó sẵn đây rồi. Cho nên nghĩa là nó phải quay lại. Còn hôm nay Đức Thầy biểu mình phải bỏ cái đó đi. Mà trở lại đó là mình phải thâm nhập cái đạo pháp. Đạo pháp ở trong tâm. Mà ông mà nếu mà ông cái đạo pháp mà mình thuộc xương xương đi là không được, không có được. Phải cho nhiễm như. Tôi nhiều khi tôi nói á, nhiều khi tôi nói nó tiếp như là tôi tu 20 năm đây nè. Nhưng mà hồi đó tôi đọc rơ mà tôi không biết gì trên đó. Không biết gì trên trời. Như con két này ngái ông chủ nhà chứ không biết gì trên trời. Nhưng mà cái thời gian mười mấy 20 năm sau mình mới kinh nghiệm cái cốt lõi. Giống như cái nghề gió mà học cái nghĩa là đường thảo mà không có phân miếng thì làm sao quách. Phải không? Mình đây Đức Thầy dạy mình đó một cái sự và cái lý. Mà mình học cái lý Đức Thầy dạy mình làm cách nào mới sống còn. Làm thế nào mới thiện sao sống còn mình chứ, thấy không? Nó vậy đó, mình phải hiểu như vậy nó mới được. Dạ. Mình làm sao sống còn đó. Mà xin hỏi bác Út, cái câu này là Đức Thầy cũng diễn tả cho biết là chinh chinh bóng xế về tay đối nhìn chẳng thấy sát hay ê hề, như vậy là hỏi bác gì chứ là sát hay ê hề là mà tại sao là Đức Thầy đã cho biết sau này sát hay ê hề mình đâu có thấy gì đâu mà ê hề á bác. Cái này cái thiên cơ mà nói trắng ra quá không, mình chỉ nói cái thực tế là cái sắc hay ê hề thôi, cái chinh chinh bóng khế về đây đó. Dạ, dạ, như dạ. Là cái giáo pháp của Đức cái thầy đã xế dài rồi, xế dài rồi đấy, sắp hết sắp hết trong nó còn nữa thấy không đó. Nhìn thầy trần thế sắc hay ê hề là mình thấy chết quá nhiều, biết là bao nhiêu, nói thấy không, Ulana với ba cái mà ra là Putin đó. Đánh nhau nhiều lắm vậy sắp trời mới chết y này thiệt à, phải không còn đó đợi như vậy. Câu Đức Thầy nói rồi, nam ban cảnh khổ cũng kề bên tay mình đây, nó cũng tới nữa bây giờ. Phải không, nó mày kêu mắt mắt nhìn mày quá cảnh thề mày kêu bây giờ, cho nên phải ráng tu. Tu bây giờ về tu mới được chứ không tu là không được. Tôi nói thiệt với quý vị phải tu mới được chứ, mới qua mấy cái cảnh này về chứ không có qua mấy cái cảnh khổ này đâu, chết chắc này đâu. Dạ, như vậy thì là ý là nói sắc hay hài là mượn cái sự đó thôi, chứ thực tế nó còn sau này còn ghê hơn nữa hả bác? Ghê hơn nữa. Dạ, vậy xin hỏi bác Út là Đức Thầy nói là cái cảnh mà chinh chinh bóng xế về tay đối nhìn chẳng thấy say ê hài là mình thấy cái cảnh đó là nó đã có rồi. Nhưng mà sau này nó có chuyện diễn biến là cái câu mà Đức Thầy nói là sao đến việc sơn băng kiệt thủy khùng thảm thương bá tánh quá chừng, nó nhờ bác Út giải cái phần đó đường sau tại sao lại kiệt thủy mà cái đang sống gì tự nhiên kiệt thủy á bác. Cái sơn băng thủy kiệt này đó thiếu mình, nếu mà nói trắng ra thì bác cứ nói theo cái ấy thôi, mình mà mình nói trắng được thì trắng luôn. Cái sau là cái sau này dạ. Đến việc sơn băng nhưng mà nói thì thôi sẵn nói luôn. Dạ, thấy không, cái sơn băng thủy kiệt đó là bởi vì hồi nãy tôi nói là thương ba năm không nhỡ chân chuyện là trong ba năm đó là sơn băng thủy kiệt đó, nhưng mà năm nào mới được. Dạ. Năm nào mới được rồi đó này, giáp ấp rồi bính ngọ đinh mùi năm thân là ba năm. Ừ. Năm không chợ nhóm chiều, không có người nào ở gì ơi, không có người ở chết tao cái gì để nước không có uống người ra làm sao, chỉ có cái người tu mình còn thôi, mà người tu mình còn nó không có thể là ở cái cõi ta bà này nữa. Đức Phật cũng ba giờ chưa ăn rồi, trước đi rồi đi rồi, không có ở đây chịu nổi đâu, vậy cho nó chơi vậy thôi nha. Dạ dạ, như vậy thì đó là cái cảnh là sau này sơ diệt sơn băng kiệt thủy đó ha bác. Dạ dạ. Thì cũng xin hỏi bác cái ý gì nữa rồi mình đừng mà mình hiểu thêm, vì anh em bữa nay cũng quá đông đi, thành thử ra nhân viên được gặp bác là một cái điều quý báu. Cho nên Đức Thầy cũng có nói đó là tức là cái thời kỳ này nè, mà Đức Thầy nói là gắn công tu theo xem nhiều phép lạ của thằng tiên trừ lũ hung đồ, nhưng nhờ bác trừ lũ hung đồ là lũ nào theo như mình nghĩ mình hiểu cái ý của mình muốn trừ lũ hung đồ đó bác, gắn công tu xem nhiều phép lạ của thằng tiên trừ lũ hung đồ. Cái này
nói ra cái thiên cơ, mà cái thiên cơ này nó cũng cái này cũng thiên cơ luôn hả bác, nhưng mà mình nói ý thôi, không có nói, mình nói trong giảng thôi, còn cái chuyện đó là để cho sau này đi, là con cái mình đừng có nói ngày tháng thôi à. Rồi bác có thể chia sẻ đi, sẵn anh em ở đây quá đông rồi, thành thử ra mình muốn biết được, mình về mình cố gắng mình tu đó bác. Theo Đức Thầy có nói trong cái bài Nghĩ Dược Đường Cái, Đức Thầy lôi thôi quá chậm trong đường thẳng, trẻ nãy khó qua nẻo cột xà, một mức bạc đeo bà khổ năng nguyên, đâu là ấy có đôi đời, tổng thơ trần nam cho con nhỏ đắp bắt đang của thân lợi, cố tưởng người trần trần chẳng đói, một tình sâu dân trời sự xa rời, lòng tiếng mở mắt nhìn thi phú, hiệp mặt tớ thầy. Dạ dạ. Nói đơn giản thôi. Ở đây đó, tiết dương là cái năm đó, ở cái dưới tới cái 5 tỷ đó, là tiết dương là mình luôn chết rồi. Rất là gần, rất là gần. Tôi không nói tránh. Rất là gần. Lâu thôi rồi, chứ năm nay đó, năm mẻo là quý mẻo rồi, thìn mấy tỷ. Ha, lộ thôi mấy cái năm này là tiêu đời luôn, phải tu gắt mới được, chứ không tu gắt là nhất định là không còn. Dạ, cái gì như vậy thì xin hỏi bác Út là gì mà mình phải cố gắng tu cho kịp thời kỳ đấy thôi, là nó không có kịp nữa ha. Dạ đúng rồi, dạ. Kiếm nếu không có trễ trường đốt đầu khó kiếm đi cũ, ở đây còn tu gấp thì đang coi báo mọc liên kỳ năm nào mà quá sáng mà mọc quá. Như vậy thì cái cảnh này là sau này nó sẽ diễn biến tới. Dạ, diễn biến tới. Như có chỗ thầy nói là sau lập hội thì già quá trẻ khắp hoàn cầu đổi xác hay hồn, nhờ bác Út chia sẻ cái phần đó luôn. Cái này lúc này nó cũng trắng gì, bởi vì cái hội là cái hội lắm quá. Dạ. Thì già quá trẻ mình đổi cho căn này. Vậy đấy. Trẻ, già thì cũng đổi lại trẻ. Khắp hoàn cầu đổi sát tay hồn, tiếng là đổi hết. Đổi hết căn đời đúng không mà. Dạ. Căn đời đúng không cái này. Vì là bấy lâu nay nuôi dưỡng rất nhiều hay sao? À, tạm giữ lập đời là tới bắt đầu lập đời trở lại luôn ha. Dạ thì cũng cảm ơn bác Út nhiều, bởi vì cái cảnh bữa nay thì anh em quá đông, thành thử gặp được bác Út để cùng nhau mà mình nhắc nhở, nhưng mà khiếm có người lớn tuổi như bác Út mà hiểu về Phật pháp như vậy, thành thử ra em cháu ở đây thì cũng muốn để tất cả anh em hôm nay để lặng tâm nghe bác Út nói những cái lời giáo pháp của Đức Thầy. Thì xin hỏi bác Út là Đức Thầy có nói là thương hải tan điền ác chẳng yên, thiên địa diệt gian dĩ thiện duyên, cơ thâm quả diệt, từ đây có bộ máy thiên cơ ác đã quyền, nhờ bác Út chia sẻ qua cái phần thương hải tan điền ác chẳng yên đó bác Út, từ câu đi bác. Quy hoàng nam bát niên canh kỹ, điền thái trước dương giác các cao. Dạ. Ở đây nói về cái tan điền đó, thì nó cận lắm rồi. Dạ. Đó, cho nên là ở trong hai cái câu này cũng bắt việc lan, nhưng mà Đức Thầy mình cũng có nói nữa. Đức Thầy mình nó cảm thương trần hạ nhiều về bởi chương trần bảo có trời Phật tương chúng ham danh lợi điền riêng. Ừ. Ngày sau sẽ bị tiền thuốc canh. Dạ. Kệ kinh tụng niệm đêm thanh ấy là châu ngọc mấy dần đời sau, bây giờ tôi biết làm sao đời sau cũng chẳng người cao tu hành. Ồ. Cho nên cái ruộng nương không còn nữa, mà nói về cái thiên cơ thì tất nhiên là ở trong đó điều phá sức dương giá tắc âm, cái điền đó là ruộng nương nó không còn làm nữa. Sức dương là vua ra đời, giáp áp âm, cái giáp là giáp gì, giáp thình áp cát là áp tỵ, hết cái năm tỵ không còn làm ruộng nữa quý vị. Cái này hơi thối lộn chút xíu. Dạ. Có cái năm tỵ mà không có năm nào nha, vậy quý vị biết. Dạ, năm tỵ thôi đấy. Là không còn nữa, tôi nói thử cái ruộng không còn nữa, tận quá tận rồi, cho nên là tôi không có lộ nữa nha. Vậy đó. Thì nói năm tỷ đi, mình cũng không nói biết năm nào thì năm tỷ đi. Dạ. Năm tỷ thôi mà, chứ đâu phải mình nói là quyết định. Còn quy hoàng nam bắc niên canh kỹ đó, cái quy hoàng đó là thường thường mình thấy cái hộ gì đó, người ta nhóm họp đông đó, là người ta vui vẻ. Còn cái này đó, quy hoàng là muốn nói là cái đời thượng quân chính mà đã sắp mở ra. Đó, mà nó quy hoàng, nam bắc rồi niên là năm, chỉ canh đó gì? Chữ canh đó là canh tí, canh tí. Kỹ là kỹ dậu, tôi nói vậy thôi. Dạ. Canh là canh tí, kỹ là kỹ dậu, thì sẽ
Dạ. Bữa nay quá quý gặp được bác Út, một cái điều vinh hạnh nhất mà xin cái này con cũng chưa có rõ nét gì. Thường thường thì cũng mấy chú cũng nói là cái cảnh sau này mèo kêu bá tánh lao sao, đến chừng rồng rắn máu đào chỉnh ghê đó bác Út. Xin hỏi cái đó là ý nói là nguyên nhân sao mà thầy nói cái đoạn đó bác? Cái đó là trùng văn cũng như cái câu hồi nãy mà bảo ở ngoài dưới đông nữa. Thổ Nhĩ Kỳ đâu đấy hen? Bảo đấy hen. Cái đó là cái vấn đề Đức Thầy muốn cảnh tỉnh cho mình. Dạ. Cảnh tỉnh cho mình. Thì sao cái câu đó? Mèo kêu bá tánh lao sao đấy. Đức Thầy nói mèo kêu bá tánh lao sao đến chừng rồng rắn máu đào chỉnh ghê. Con ngựa lại đá con dê khắp trong trần hạ nhiều bề. Giang lao khỉ kia cũng bị xáo xào. Xáo xào là quý vị sẽ đi biết là nó khổ sở là nhiều nào. Canh khuya gà gái máu đào mới ngưng. 100% từ thở đầu cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai là cái năm mèo năm 1939. Chơi chút đàm đạo chút rồi năm 39. Cái gì chứ mà ở Chánh Hoài à? Dạ năm 1939 ấy. Năm 1939 là mèo kêu. Dạ. Ta thấy đúng 100% từ thở đầu cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai. Đức Thầy cũng cho biết là cái cuộc thứ ba này nó có sẽ tái diễn ở tại Việt Nam. Đó. Thì bắt đầu nó tái diễn ở tại Việt Nam từ giờ mình. Là ở ngoài Biển Đông nó làm. Nó sẽ tái diễn cái trận chiến thứ ba này là kết cục hết đời, không còn không còn tới cái gì hết. Dạ, như vậy thì xin hỏi bác là cái câu mà Đức Thầy có diễn tả cho biết là canh thình bước tới thiệt rồng nanh rút dễ dùng nổi lông đông, chiến tranh thảm khốc toàn lê thứ đó. Lo nỗi đó đau giống lạc hồng, là giống lạc hồng mình là giống gì? Lạc lồng là lạc hồng. Giống hồng lạc nha. Là hồng lạc đó, đó con rồng chóc chiến. Như vậy là canh thình bước tới thiệt là rồng đó. Như vậy là canh thình bước tới thiệt là rồng. Ý sao mà Đức Thầy nói là canh thình bước tới thiệt là rồng? Thầy nói cái đó là nói cái tháng. À. Bước tới thiệt là rồng, chứ cái năm rồng có cái chứng được cái chữ canh đó đó. À. Cái tháng là đó. Vậy đó ha. Khổ lắm mà tới cái năm rồng tới là khổ lắm đó quý vị. Dạ. Bây giờ xa lết xa lơ đúng rồi trường sám của đời mà đây là năm rồng rắn ngựa dê chúng thanh thế giới ê hề chứ không phải chuyện lãng. Ông Trạng ông có nói lông vĩ xà đầu khổ chiến tranh gian qua xứ xứ khổ đau binh mã đề dương khước anh hùng tận thân dẫn như thơ biết lấy đây mình dương ngựa dê quá anh hùng không còn nữa. Tới cái năm đó là không còn nữa đâu quý vị ơi. Giờ thân dậu niên la tiếng thái bình mà thân dậu mình Đức Thầy nói tôi như giữ cổng cho tròn cứu niên thân dậu mất còn sẽ không dám ăn cần sao chứ muốn làm hiền rém nhịn đường thang đến nay đầu vũ khoa tràng minh quân sức thế khắp tràng cảnh thơ đến thân dậu cơ trời thấy lộ hết đau binh quy cổ diệt kim quy là lập đời cổ diệt đời kim gia vô bế hộ êm liền lập thành mối đạo rõ điều xưa kia ta là cứu thân dậu y như thượng cổ thời nhân sanh hết khổ tới nay đế dương xuất thế là ngày dậu thân bình trị trăm ngàn âu cơ là dậu tới thân, không ơi, thân chỉ dành gần xa để giả chế đảo liêm phải đà phải xa nghĩ thi cho thấu mới là một bầy hồng lạc mới là đánh thôi. Quá tuyệt vời. Dậu tới rồi ha. Dạ, thì năm dậu đó thánh thần xuất động thảm cho chồng về. Tôi nói cận là biết rồi chứ làm cái dạ. Máy vậy. Dạ, dạ, dạ. Dạ, vậy đi. Dạ thì mình chỉ nói vậy đi, ai tu không tu thì cũng không có nói với nhau. Sự thật với nhau. Dạ. Mà nói trên này đó. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Ông thánh mà trong đó nó còn đi theo chu kỳ của luật nhân quả nữa. Thành thử ra mình cũng chưa biết cái ngày tháng là ngày nào. Dạ. Nhưng mà nó cận thì thôi. Đây là cái tới cái năm thìn năm tỵ đó hen là siết tới đó quý vị ơi. Siết tới đó. Nào là đất giật nước dưng lửa cháy rồi nào là thú dữ đồ này kia đang rồi đây rồi tới giặc miên nó thình tỵ năm tỵ này giặc miên xuống quánh mình khóc luôn khóc đồng luôn tôi nói thiệt cái vậy là cái câu đó là cái câu phải cần ba hậu bạn tiêu lưu động đó là đúng nam quốc cường gia kiếm mình xa ha hôm qua đưa hội lưu dân quyết dư đảng động gian cấp ba thôi giờ ông muốn giải luôn bốn câu đó luôn đủ luôn hết thằng ban hậu hận tiên dương động nam quốc đương danh chiến dương xa còn ba đi rồi bây giờ xin hỏi ông Út tiếp đi dạ
như vậy là tằng ban hậu hận tiên diêu động nam quắc lương văn kiếm linh sa phồn qua đô hội lưu văn quyết dư đảng dọc ngang cấp ma ha ha. Mình chỉ nói trong cái phần đó phạm vi thôi chứ không có mình không có tiết lộ ra quá. Thưa quý vị hỏi thì tôi cũng nói quý vị muốn ví dụ như mình nói cho nó khớp qua thôi nhé. Dạ dạ. Thì dạ đúng rồi, đúng rồi. Không phải tiên cơ. Dạ dạ. Đạo ý không phải đạo ý nhưng mình nói nó chung chung thôi để dạ. Để mình tìm. Để mình tìm. Chứ mà nói trắng quá. Dạ. 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 Rồi, tiếp vô bắt đầu mấy anh em mình nghe bác Cúc bữa nay chia sẻ qua mấy đoạn này. Tầng ban hậu hận tiêm, tiêm diêu động. Chứ tầng là cao miên, chứ ban là nước. Nước cao miên, nên gọi là tầng ban. Chứ hậu hận, hậu là sau này. Hận là mối hận sâu đậm, sau này sẽ mang mối hận, nên gọi là hậu hận. Yeah. Tiêm là trước, đúng diêu rồi. Động là sự thay đổi biến dạng. Thay đổi biến dạng. Bập bồng tầm quốc, bập bồng ngày sau chiến địa máu hồng nhuộm rơi. Hay là chừng lao sao ác thú ngon cành. Thì Nam Quốc lưu dân mới biết, mới biết rồi rồi. Dạ. Phải không? Biết bây giờ đi, mình lo mình tui cái tấn cái 5 tỷ rồi là đúng không? Dạ, 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 đúng rồi. Lô lộ coi chút xíu mà lô sơ sơ thôi, được đi nhiều. Dạ. Vậy là cái câu tầm ban hậu hận tiên nhân động mà Nam Quốc lưu dân kiếm nguyên xa. Chứ Nam là hướng Nam, chứ Quốc là nước Việt Nam, nên gọi là Nam Quốc. Lương dân, lương là hiền lành, dân là người dân hiền lành. Nên gọi là lương dân, kiếm là thấy, gặp, linh xa là xe tan. Yeah. Nghĩa bóng là cái cảnh chết chấp. Ngoài ra còn có nghĩa là xe vua, nhà vua xuất hiện trên xe. Khi mà giặc giả chiến tranh mà quá sức rồi đó, dân chết quá rồi, vua ra đà. Nhưng các nổ luôn ha. Lương dân kiếm linh xa. Dạ. Phồn qua đô hộ lưu dân quyết, cái phồn qua còn gọi là phiền ba. Phồn là nhiều thỉnh sướng qua được rỡ. Bạch cư di, vị kim cốc phái phồn qua. Kim cốc rất nhiều qua, nơi đó hội người tụ hợp. Như gọi là phồn qua. Đô hộ là nơi đó có đông đảo người tới lui. Như gọi là đô hộ. Phồn dân quyết là máu chảy thành sông. Oh. Máu chảy thành sông đúng vậy. Dạ. Thấy ghê, thấy ghê gớm chưa ông, thấy ghê gớm chưa lượng dân biết dư đảng dọc ngang cách ma ha. Cái dư đảng là một cái nhóm người có chung mục đích, phải không? Cái nhóm người mà nó hung dữ đó, nó có nhóm, có nhóm, có nhóm, cấp đó nó chỉ nhóm cho cái đội à, thì gọi là dư đảng. Dọc ngang này, dọc là bề, dọc bề ngang có nghĩa là dãy dùng trong bốn biển, là nó hung đó. Chứ từ nhóm thì nhóm đó, dọc ngang. Yeah. Cấp ma ha, cấp là cấp, cấp ma ha là phạm ngữ đó, nghĩa là trở về đại đạo. Tuy là hung dữ vậy mà sau này nó cũng trở về cái đại đạo, ma ha trở về đại đạo. Đức thầy nói là cuối nhờ nước ma ha mát mẻ, sinh Phật ban cho kẻ khác lòng. Chim khôn qua thì uống nước trong, người khôn mau sớm rửa lòng hẳn nước. Hay là hoặc là chi bằng theo học đạo màu, sớm qua bể khổ đặng trầu Phật tiên. Tham chi giả tạm của tiền, như chim vào lưới xích xìm trói thân. Hay là diêm phù chân chúa chỗ người tu, hành hạ ác hôn trốn cửa tù. Tiếp vinh những kẻ lòng nhân đức, hỏi bớ dương trần, hãy ráng tu. Là mình phải ráng tu ha. Dạ. Về cái ý là uống miếng nước đi bác, bữa nay cũng được tất cả anh em đã được cái nhân viên gặp được bác Út để chia sẻ những cái giáo lý mà siêu thượng của Đức Thầy. Thì đây là những cái điều quý báu. Thì xin hỏi bác Út cái câu là thất sơn tiếng nổ đó, quy cổ diệt kim, củ củ yên nhiên, tình riêng tham báo, đổ máu tung rơi, khùng mới nói chơi, chưa ban hàng phục. Như vậy là cũ cũ bác có thể chia sẻ được cái qua cái vấn đề này để cho anh em đồng đạo ở đây và tất cả quý vị mình để nghe, để mình tiến trên con đường tu đó bác. Cái ý nghĩa nó là sao? Cũ cũ là cái kia là 2 lần 9 18. Dạ. 18 nữa không? Y nhiên tình riêng tham báo, tức như là tiền nữa đó. O ó tiếng gà coi ngựa cảnh khi mà núi nó nổ rồi đó. Phải không?
thì tất nhiên là các nước vô, 18 nước vô nó quánh, mà lúc đó thì là cái biến chất ngũ hành. Nó biến chất ngũ hành là quý vị biết rồi, tôi không nói ngắn nha. Dạ dạ, thì quánh hổ. Đó, 18 nước vô cái quánh, mà trong khi quánh đó hen là phép không quý vị ơi. Dạ. Quánh phép không đó, đào lươi công chúa cũng có, nữ tài thêm tài đại thánh người ta nói cùng dung hết trơn, cái bọn nhóm họp với nhau quánh cho cái trận này cái bằng tiêu. Tới cái năm tức và cái năm hợi, tức hợi nguyên giai tiền định nguồn lai thượng cổ mới bình yên. Tới đó mấy mình yên chi là múa men vậy chứ còn không có bao lâu. Dạ. Nhưng mà nó cũng quy hàng với Phật. Bởi vì cái điều đó có vua chúa rồi. Vua chúa rồi nó cũng quy A Di Đà Phật. Ồ, tình duyên tham báo. Tức là cổ yên nhiên tình duyên đổ máu tu rơi. Tức là đổ máu tu rơi là cái sự sau bác. Nó, sau khi này nó mới chết hết. Dạ. Không còn. À. Không còn. Nhưng mà à vậy đó ha. Rồi khùng mới nói chơi là ý nói sao khùng là ông Phật đó. Phật đứng đừng muốn nói đức thầy mình đó, mà sao mà mình nói là ông Phật đó, ta điên thở tam hoàng thượng cổ mà cùng thế thầy cùng mẫu mà ra cái đời tam hoàng thượng cổ là chút như là Phật chứ gì quý vị, phải không? Là ông Phật là ông thầy mình là Phật đó, Phật trở lại đó. Phật trở lại đó, thầy dạy mình đó là cái tiếng mượn thôi chứ nói sự thật là đức thầy mình là Phật. Khùng mới nói chơi đó là lúc đó mới chưa ban hàng một, chưa ban hàng một. Đức này nói tiếp một là êm ra hết trơn. Chơi chưa ban hàng phục. Dạ. Như vậy thì nhưng mà có cái chỗ này mà thầy cũng có nói qua, nhưng mà cái giai đoạn này nè là lúc đó chỗ thầy hay biển lấp non giờ là sao bác có thể bác chia sẻ cái phần đó đi. Bởi vì thầy nói là Phật Thánh Tiên Đông Độ lướt sang miền Nam Bịa phân chia đẳng cấp đó. Nước cờ mới nay đài khởi sắc, chỗ thầy hay biển lấp non giờ, nhờ bác Út chia sẻ qua cái phần đó. Như vậy là ai chỗ thầy hay bác? Cái cái chỗ tài hay đó, nhiều khi cái thế gian mình cũng muốn cho nghĩa là cho nó giành lợi cái sự thế gian. Dạ. Các nếu nó quýnh là nó cũng giành lợi thế gian, bởi vì Phật nó có tên.